Hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2024, Hội Quán Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho 4 hoàn cảnh như sau: 1 là chú Dũng, 2 là chị gái, 3 là chị Xíu, 4 là cô Lan cùng ở cây mắm Đầm Dơi, với số tiền mỗi hoàn cảnh là 250.000 đồng. Đây là lần giao thứ 25 cho nhà tài trợ Minh Khôi ở Sài Gòn tài trợ. Trong đây có mặt 3 hoàn cảnh, còn có chú Dũng thì bạn bệnh nên không đến nhận được, nhờ người thân đến nhận thai. Sau đây là lời phát biểu của bốn hoàn cảnh.